Lịch thi đấu bóng đá ngày 31 tháng 5, Việt Nam với Afghanistan, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, bình luận viên Quang Huy dự đoán sớm, chỉ đích danh người ghi bàn khiến ai cũng bất ngờ. Ngay đầu tháng 6, bóng đá Việt Nam sẽ sục sôi trở lại với hai trận đấu của cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Theo bình luận viên Quang Huy, đội tuyển Việt Nam sẽ gặt hái được khá nhiều trận sau trận giao hữu với Afghanistan vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 6 tới đây. Anh còn tự tin rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một thắng lợi tương bừng. Bên cạnh đó, bình luận viên kỳ cựu này thì cũng chỉ ra một cái tên sẽ tỏa sáng ở trận đấu tới, khiến cho tất cả những người hâm mộ và cả nước háo hức. Sau 2 tháng kể từ trận hòa lịch sử 1-1 với Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam mới thi đấu chính thức, đá trận giao hữu với Afghanistan vào ngày 1 tháng 6. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA Day. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo quyết tâm giành kết quả tốt nhất để được cộng điểm trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho màn so tài trên sân Thống Nhất sắp tới. Toàn đội sẽ có 3 buổi tập trước khi mà chính thức bước vào trận đấu so tài. Theo bình luận viên Quang Huy, trận đấu sắp tới sẽ quan trọng hơn là một trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Đây là cuộc đấu để cho các cầu thủ của thầy Park làm nóng sau gần 2 tháng không thi đấu. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để cho các chiến binh sao vàng có thêm điểm số để giữ vững được vị trí top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Quan trọng hơn cả là thầy Park sẽ có cơ hội để thử nghiệm đội hình để không có những lấn cấn về mặt con người trước giải đấu quan trọng nhất của năm là AFF Cup. Anh khẳng định, rõ ràng Việt Nam mạnh hơn hoàn toàn so với đối thủ Afghanistan. Thầy Park có trong tay một đội hình mạnh bao gồm là những hảo thủ và trụ cột. Bên cạnh đó, toàn đội được nghỉ ngơi một thời gian khá là dài nên có thể là phục hồi được thể lực. Nói chung là Việt Nam sẽ có được một lực lượng mạnh nhất. Anh nói thêm, đối thủ của chúng ta cũng chẳng hề mạnh khi mà Afghanistan là tập hợp của các cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài. Tình hình chính trị của đất nước này khiến họ khó lòng tập trung đội tuyển trong cùng một thời điểm. Điều đó thể hiện rõ khi mà Afghanistan thua cả câu lạc bộ Sài Gòn trong trận giao hữu vừa qua. Asian Cup 4 năm trước, Việt Nam chỉ có thể là có 2 trận hòa, nhưng hiện tại vị thế của đôi bên đã khác nhau. Theo dự đoán của anh thì chúng ta không những là thắng đậm mà còn thắng đẹp. Bên cạnh đó, các kiếp phụ của đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thể hiện. Bình luận viên kịch cựu thì cực kỳ trông chờ vào Văn Toàn. Tiền đạo quê Hải Dương đã chơi rất tốt dưới màu áo của Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ AFC Champions League và đây cũng là người đã phá lưới nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk. Đây là thời điểm mà các cầu thủ mang áo số 9 chứng minh với khả năng thầy Park cũng như là người hâm mộ về khả năng của mình. Quan trọng hơn, lần gần nhất Văn Toàn ghi bàn cho đội tuyển quốc gia chính là trận đấu với Afghanistan trên sân khách. Anh có mặt đúng lúc sau cú đá phạt chạm xà ngang của đồng đội để đệm bóng vào lưới trống. Từ đó đến giờ, Văn Toàn thì chưa thể triển khai nóng ở đội tuyển quốc gia dưới thời thầy Park. Có phong độ cao và gặp một đối thủ đặc biệt, đây là cơ hội không thể tốt hơn để cho Văn Toàn có thể tìm lại được cảm giác ghi bàn và chứng minh mình. Anh khẳng định, chiều ngày 30 tháng 5, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện trên sân của quân khu 7 để chuẩn bị cho trận giao hữu sắp tới. Như thường lệ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm nghi lễ cầu nguyện trước khi mà buổi tập của đội tuyển Việt Nam bắt đầu. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có một cuộc trò chuyện riêng với bộ ba Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Đây là ba nhân tố được cho là tập trung muộn khi mà cùng thầy Park vô địch SEA Games. Cả ba người cười rất tươi sau khi mà trao đổi. Những buổi tập thì đội tuyển Việt Nam được thực hiện các bài chạy khởi động cùng với huấn luyện viên thể lực. Và sau khi căng cơ thì huấn luyện viên thể lực Kerry Kroger thì cũng hướng dẫn cho các tuyển thủ Việt Nam là thực hiện các bài tập khá là lạ. Theo đó, hai cầu thủ bắt cặp với nhau, cầm một cây gậy và thực hiện động tác chuyền bóng bổng qua gậy. Kết thúc bài tập với gậy thì ban huấn luyện tiếp tục chia nhóm 5 cầu thủ thực hiện động tác chuyền khống chế bóng bổng và di chuyển sao cho bóng không rơi xuống đất. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan tràn ngập tiếng cười. Kết thúc buổi tập thứ 2 thì thầy Park cũng đã cử trung vệ Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn. Anh cho biết, đội đã tập trung từ ngày 25 tháng 5 cho đến nay cũng đã được 1 tuần để chuẩn bị cho trận giao hữu. Hiện tại sức khỏe tinh thần toàn đội đều rất tốt và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Sự xuất hiện của các cầu thủ mới tạo nên sự cạnh tranh và đó là động lực để cho đội tuyển quốc gia phát triển hơn. Về sự xuất hiện của trợ lý Anh Đức trong đợt tập trung lần này, Quế Ngọc Hải nhận xét về người đồng đội của mình một thời. Hải và các đồng đội rất vui khi mà gặp lại anh Đức kể từ thời điểm mà anh ấy giã từ đội tuyển quốc gia. Đây là sự gặp gỡ thú vị và cá nhân tôi tin anh Đức đang cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ của mình trong vai trò ở đội tuyển. Về đối thủ Afghanistan sắp tới đây thì trung vệ của đội tuyển Việt Nam đã đánh giá. Hải từng gặp đối thủ này năm 2017 tại vòng loại Asian Cup. Thực sự, thông tin về Afghanistan không có nhiều, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất vì đã từ lâu đội tuyển quốc gia mới thi đấu trên sân Thống Nhất và được sự cổ vũ của khán giả. Mở mắt ảo tưởng vượt qua Việt Nam, đội tuyển Thái Lan vẽ ra một kế hoạch không thể ngờ. Người hâm mộ Đông Nam Á chê cười.
Các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đang bước vào trận đấu trong khuôn khổ là đợt giao hữu quốc tế FIFA Day. Đây chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để cho những đội bóng có thể rà soát được đội hình trước các giải đấu lớn. Và quan trọng hơn đó là tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ hạng 96 ở với điểm là 1.215, trong khi với số điểm là 1.167 đội tuyển Thái Lan ngự trị ở vị trí 111, kém chúng ta tới 15 bậc. Do vậy, truyền thông Thái Lan thì vẫn đang bày tỏ là vô cùng lạc quan, thậm chí tờ Thái Ranh của nước này thì còn tin rằng đoàn quân của huấn luyện viên Bao Kinh sẽ vượt mặt được đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo hãy cẩn thận nhé. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể vượt qua đội tuyển Việt Nam trong khoảng thời gian từ bây giờ đến cuối năm, khi mà hai đội sẽ tranh tài tại AFF Cup, tác giả tờ Thái Ranh nhận định. Trên thực tế, viễn cảnh mà tờ báo Thái này kể trên nhận định không hẳn là không có cơ sở, bởi lẽ đội quân của huấn luyện viên Bao Kinh có 2 trận trong đợt giao hữu FIFA Day và đã thắng 1. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chỉ ra quân một lần duy nhất, đó là cuộc đọ sức với Afghanistan. Bên cạnh đó, thì bầy voi chiến sẽ tham dự vòng loại Asian Cup vào tháng 6, nơi mà đội bóng này hướng tới mục tiêu kép, đó là giành vé tới vòng chung kết và tích lũy điểm số. Tuy nhiên, dù có thể là giành được những kết quả tốt, Thái Lan vẫn sẽ khó lòng vượt mặt được đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Bởi khoảng cách khá là chênh lệch trên bảng xếp hạng FIFA của hai đội là tương đối lớn. Bởi vậy mà nhiều khả năng sau AFF Cup 2022, đội bóng số 1 Đông Nam Á sẽ được xác định. Trước AFF Cup, hai nền bóng đá sẽ lại có dịp để phân tài với nhau khi mà U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan ở vòng bảng chung kết U23 châu Á. Riêng trong năm 2022, các đội tuyển U23 của xứ sở Chùa Vàng đã 2 lần chịu nhục trước các chiến binh sao vàng. Ở giải đấu U23 Đông Nam Á đầu năm, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã đá bại người Thái để lên ngôi vô địch. Còn cách đây hơn một tuần, thì U23 Việt Nam khiến cho bóng đá Thái thêm một lần nữa sầu bi khi mà đánh bại họ ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Có thể nói là chưa bao giờ bóng đá Thái Lan lại chịu nhục nhiều đến thế. Vì vậy, voi chiến sẽ làm hết khả năng của mình để vượt qua Việt Nam, từ cấp là U23 đến đội tuyển quốc gia. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan sẽ diễn ra vào chiều tối nay, ngày 1 tháng 6. Và chỉ sau đó ít giờ, các cầu thủ của U23 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Gong Kyu-in sẽ bước vào một cuộc tái đấu với U23 Thái Lan ở bảng C U23 châu Á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin thể thao nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!